Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thân Thơ Hậu Giang ạ. Dạ kênh chuyên chia sẻ về mai vàng bonsai cây kiện các loại luôn cô chú anh chị nha. Hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của chị Cẩm Loan ở Chợ Lách Bến Tre ha quý cô chú anh chị. Giao lưu hôm nay thì chị Loan cũng có một số giống đủ loại luôn ạ. Thảo Hương ha, Cúc Vua, Siêu Bông Sài Gòn và với lại Hoàng Quyết Long và Hồng Thanh Tú. Quý cô chú anh chị mình thích những giống mai nào mình liên hệ với số điện thoại vườn giúp em ha. Dạ em xin phép được clip ạ. Xin chào bà chủ ơi. Rồi em chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng hen. Hôm nay em trở lại kênh giao lưu với cô chú anh chị mình một số mai thành phẩm hen để mình chơi Tết 2024. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em ạ. Số điện thoại em vườn em là 0377357115 hen. Em sẽ giao lưu số này luôn nha cô chú nha. Rồi em lên mã số đầu tiên ha. Là một cây cúc vua, là mã số 1C ha. Hiện tại thì tại vì em vô dây chỉnh sửa ha là nó sẽ có ra một số hoa gió ha cô chú ha. Cúc vua thì nó có tầng tầng cánh nó dúng dúng lên như thế này ha. Cánh nó săn nha cô chú anh chị. Cây này thì cũng già mà cô chú ghép được hai chồng ghép lớn luôn nha. Đế cũ luôn à. Rồi, cô chú sẽ đo luôn nha bà. Hoành là 15. Chiều cao là 61. Tán ngang là 73. Cúc vua hàng mã số 1C giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao ship. Dạ 650 nha cô chú anh chị. Dạ, số 2C. Là một cây cúc không nhị với một cây bạch mai Thái nha cô chú. Dạ một cặp hai giống luôn cô chú anh chị. Cây bạch mai này nó ôm nụ dữ lắm luôn rồi đó với cô chú. Còn bên đây cúc không nhị là mình có một bông luôn rồi, cây nào cũng có nụ đằng Tết mình chơi bông hết luôn ha. Hoàng Quyết Long là lúc nụ xin nụ luôn đó cô chú anh chị. Dạ, em xin sẽ đo luôn. Quá trời nốt nụ luôn á. Hoành cây không nhị mình được 10. Chiều cao là 47. Tán ngang là 62. Bạch mai mình cao được 53. Tán ngang là 56. Hoành cây bạch mai cũng 10 luôn ha. À, cặp hai giống bạch mai với không nhị ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Đủ nha, bạch mai thì nhiều cái lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Nè, quá trời nụ khích rịch luôn nè. Này là mỏi mắt lá luôn. Mỏi mắt lá luôn á. Này là Tết là mình có bông chơi ok luôn nha cô chú ha. Đọt thì màu hồng nhạt ha. Bạch mai này không nhị cũng vậy. Cũng quá trời nút nụ như xương cá luôn. Có mặt bông gió luôn. Dạ mã số 3. 3 3C là một cây cúc vua luôn. Cái này không cao hơn xíu nha cô chú anh chị. Cái này thì nó cao ha, thân thì lắc lượng nha cô chú nha. Lúc lụ cũng có luôn á, cô chú anh chị có mặt bông. Rồi có một số hoa gió ha, cô chú anh chị mình về thấy mặt bông xong rồi mình bấm bỏ ha. Đang làm lợi nụ mới nha cô chú nha. Cánh nó xong xong nhìn rất là duyên nha cô chú anh chị. Hé tròn hé này cái nụ nó mới nhìn lại cái chân luôn ha. Thân lắc có đế luôn mà. Dạ, em sẽ xếp đâu nha. Hoành 11. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 80. Cúc vua ha, mã số 3C. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 em bao ship. Dạ, 750 nha cô chú anh chị, hàng dạ mùa chơi Tết luôn ha. Rồi cây mã số 4. 4C. Thơm lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Tàn ấm áp luôn. Cái này nút nụ rất là nhiều. Nè có một bông nha mấy cô chú anh chị. Một bông nó chắc cũng được khoảng 6 phần. 7 phần luôn. Sư bông Sài Gòn này cũng bông chùm nha cô chú ha. Bông bao la lắm nha. Nút nụ thì có mỗi nách đá ha. Cái này mấy bo ghép cho mấy người nè. Đế đẹp luôn ha. Ghép được 6 bo. 5 bo. Ghép được 5 bo. Nút nụ thì có mỗi nách lá luôn. Đây, em xin xếp đo luôn
hoành là 18, chiều cao là 70, tán ngang là 81. Siêu bông mã số 4C ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.3 triệu em bao ship. Mã số 5C. Là một cây cúc không vậy nha cô chú. Dạ, cúc không vậy còn cúc không nha cô chú anh chị, phong lùng liền ha. Này quá trời nụ luôn rồi. Không nhị lúc gài là vô nụ nhiều dữ lắm luôn. Ghép được hai bo, một bo lớn lắm luôn ha. Hoành là 14. Chiều cao là 64. Tán ngang là 78. Không nhị ha, 5C. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 em bao ship. 550 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 6C nha cô chú anh chị. Là một cây cúc tây thi nha cô chú. Có cái dòng chữ C cũng duyên dáng lắm cô chú anh chị ha. Cây này tàn đẹp luôn, già mùa ha, mặt bông tây thi cũng rất là đẹp nha cô chú nha. Đang cũng có nút nụ hết trơn rồi cô chú anh chị. Này lên nụ tàn um tùm luôn. Tưởng sao? Hả? Tưởng sao? Cái này già mùa liền có rồi cô chú. Sợ sâu rồi. Hoành 17. Chiều cao là 94. Tán ngang của cây là, trời ơi sao quay cái gì? 1m03. Cúc tây thi ha, 6C, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.3 triệu em bao ship. Dạ 1.300.000 là mình có một cây cúc tây thi già mùa. Cây này đẹp dữ lắm, đẹp luôn nha cô chú nha. Chọc ghép là bằng ngón cái của mình luôn nha. Dạ, mã số 7C nha quý cô chú anh chị. Nào cây cúc vua. Dạ cúc vua, cây này cũng phơm lùng liền luôn ha. Rồi, cây đang xung cây nở bông gió nha cô chú anh chị. Bông rất là dễ thương luôn nha. Ghép được 2, 3 bo. Cây này già mùa lắm này nha cô chú nha. Dáng nó hơi siêu siêu phơm lùng lắm. 2, 3 mùa. Hoành 14. Chiều cao là 83. Tán ngang là 85. Cúc vua 7C ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao ship. 50.000 là có một cây cúc vui già mùa chưa tết nha quý cô chú. Dạ, mã số 8C nha cô chú. Là một cây cúc thọ hương nha cô chú. Dạ cây này tầm trung dễ chơi. Cây này em ghép hai bo ghép bự bằng ngón tay cái mình luôn nha. Cây này em nuôi 3 mùa mấy gần 4 mùa nha cô chú nha. Nút nụ thì quá trời, nút nụ mỗi nách lá của chú anh chị mình yên tâm chơi tết ha. Cây này lên nụ đều cây luôn. Trời, ghép bo ghép là bự bằng ngón tay cái luôn nè. Hai to. Hoành 14. Chiều cao là 90. Tán ngang là 89. Thọ hương hen 8C em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 em bao ship. Dạ 800 nha quý. Chi tàn thì đều tàn luôn ha. Nút nụ thì có mỗi nách lá. Cây này chơi bông rất là ok nha cô chú nha. Mã số 9C. 9C cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Dạ siêu bông Sài Gòn. Cây này cái tàn đều hết trơn rồi với cô chú anh chị. Tàn tùm luôn. Mặt bông thì 7 phân ha, 6-7 phân. Có hoa gió, một số hoa gió ha. Tại vì em vô dây chỉnh sửa cái nó tức nó ra nụ ha. Cây này tết mình chơi bông ok lắm luôn. Đang có siêu bông Sài Gòn bông nó cũng thơm nữa nha cô chú nha. Tết mà nó nở nguyên một cây rồi nó thơm rực. Nứt mũi luôn. 2 4 bo đây cô chú anh chị mà chọc ghép nó bằng ốc con cái nha ha. Chọc ghép này muốn liền thôi nè, chọc ghép cái này. Siêu bông Sài Gòn này rất là mạnh, nuôi lẻ lớn lắm nha cô chú. Hoành 13.
Chiều cao là 96. Tán ngang là 90. Siêu bông mã số 9C nha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu em bao ship. Dạ 1 triệu nha cô chú anh chị, hàng già mùa tàn đều nụ nhiều luôn á. Mã số 10. 10C là một cây cúc thọ hương. Cái này phân lùng nha cô chú anh chị. Bông tàn đều mà nốt ngọt em lắm cô chú anh chị nha. Cây này em ghép gốc, ghép ba bo ha, ghép gốc ngoài vườn ha cô chú ha. Cái này cho tắt ok nha cô chú, ghép lớn ha. Dạ, em sẽ số đo luôn ạ. Hoành 17. Chiều cao là 68. Tán ngang là 82. Thọ hương 10C em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ, 700. Một cái cúc thọ hương vàng mà nha cô chú. Mã số 11C. Là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú nha. Thân ngát lượng luôn cô chú anh chị, có một chùm bông xà bá nữa. À, quá trời một chùm bông. À. Thơm nức mũi luôn á. Hàng nhẹ luôn nha. Có mật bông thì cô chú anh chị mình yên tâm siêu tầm giống nữa ạ. Cây này cũng có một số nước lũ nên là cô chú anh chị cây ngày Tết về mình có bông chơi à. Nó đánh cái co cũng ngắt lắm nha cô chú. Có bộ rễ trải lên miệng đầy miệng chậu luôn ha. Quá trời nụ này Tết về mình còn bông dữ lắm luôn á cô chú. Hoành 11. Chiều cao là 72. Tán ngang là 58. Siêu bông mã số 11C nha em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 em bao ship. Dạ 1 triệu 2 cho anh. Mã số 12C. Là một cây cúc thọ hương. Thân lắc lượng. Thân lắc lượng có tàn đề thông luôn ha. Cây này cũng thụ khá là nhiều nha. Lá thọ hương là dày xanh mướt mượt luôn. Nút nụ thì có mỗi nắp lá hết. Cây này cũng hàng già mùa luôn á cô chú anh chị, nó cứ chột ghét này á. Cây này là Tết bông ok lắm luôn á, cây này đang khỏe cây lắm luôn ha, lá dày xanh mượt luôn, lá bự chảng luôn. Hoành 13. Chiều cao là 89. Tán ngang là 82. Thọ hương ngang 12C, giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 em bao ship. Cây mã số 13. 13 là một cây siêu bông Sài Gòn nha chú nha. Em này cũng thân lắc lượng không? Thân lắc lượng hơn. Em này thì mới có búp xanh nè, chưa có nở vàng ha. Chọc kép cũng kép được, mạnh rồi đó cô chú chị. Nút nụ thì có mỗi nách lá luôn anh. Tết là mình có bông mình chơi. Tết chơi bông ok lắm luôn á. Tàn kính tàn luôn nha cô chú. Nó đánh cái cò gắt lắm đó cô chú chị. Cây này rất là quý luôn á. Tàn thông kính luôn. Hoành 14. Chiều cao là 94. Tán ngang 92. Siêu bông mã số 13C em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu rưỡi em bao ship. 2.500.000. Vừa lấy bo mà vừa chơi Tết luôn á cô chú anh chị. Cây này thì nó cũng cùng một giống, em ghép một lượt với mấy cây kia hết luôn ha. Mấy cây kia nó đổ bông, mấy cây này mới có nụ xanh thôi. Về tới cô chú anh chị mình sẽ có thấy mặt bông liền ha. 14C. Là một cây cúc thọ hương. Cây này dáng nó hơi siêu nhẹ nha cô chú anh chị. Cây này cũng già mùi dữ lắm nè. Ghép hai bo. Bo ghép bằng ngón tay cái, ngón tay trỏ nha cô chú nha. Nút nụ thì quá chừng luôn. Cây nào cũng có củ đế trên cô chú anh chị nha. Rồi. Hoành 14. Chiều cao là 81. Tán ngang là 80. Thọ hương nha, mã số 14C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ 700 nha quý cô chú anh chị.
15C là cây siêu bông Sài Gòn. Cây lùng lực luôn á mấy cô chú anh chị. Điều toàn luôn nha. Cây này hiện tại thì có nút lộn rồi. Cô chú anh chị. Ồ cái này nụ cũng khá nhiều không biết cô chú. Già mùa luôn nha bà chú. Cái này già mùa rồi. Cái này có bông, mặt bông hết luôn đâu chú nha. Ghép với phôi mai vàng nha cô chú. Này em ghép được 5 bo hả? Siêu bông Sài Gòn nuôi rất là đẻ lớn luôn nha, rất là dễ chăm. Gốc thì sần da me hết rồi ha. Hoành 20. Chiều cao là 66. Tán ngang là 93. Siêu bông mã số 15C, giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 bao ship. Đế thì đẹp luôn ha. 1.300.000. Nút nụ thì có mỗi nách lá luôn. 16C là một cây cúc thọ hương. Cây tàn tùm luôn. Cây cũng đang sung cây rồi. Đang trở bông luôn á cô chú. Còn nhưng mà vẫn không mất. Quá trời cây tàn. Biếp quẹp luôn. Cái này già mùa lắm nha cô chú chị. Hai bo ghép thôi mà cái bo ghép bự bằng mấy con cái mình luôn ha. Có củ đế rồi. Mặt bông thọ hương nhìn thấy thương rồi. Sáng cực gỡ. Hoành 15. Hoành cũ là 22. Chiều cao là 1m06. Tán ngang của cây là 89. Thọ hương ha. 16C. Chết mồ nước nó trôi mất tiêu rồi. 16C. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 850.000 em bao ship nha. 17C. 17C. Phơm càng thông luôn với cô chú anh chị. Cái bông chập áo nữa luôn nha. Thọ hương già mùa luôn á. Đầu nút là có luôn nha cô chú anh chị. Ghép được 2 bo. Bo bằng ngón tay cái mình luôn á cô chú. Là nó liền cái đầu mặt cắt luôn cô chú anh chị. Cái này em nuôi được 3 mùa mấy à. Hoành 12. Chiều cao là 94. Tán ngang là 80. Thọ hương hang mã số 17C, giao lưu với cô chú anh chị mình là 750.000 em bao ship. Dạ, 750.000. 18C. 18C. Là một cây cúc quýt. Cây cúc quýt lùng lực. Cây này đang có một bo luôn á cô chú anh chị. Cây này em ghép một bo đó nhưng mà già mùa lắm rồi đó cô chú nha. Cái cánh nó cũng nhiều lớp cánh, nó dùng bo cánh luôn ha. Một bo ghép là ngón tay cái luôn. Hoành là 21. Chiều cao là 72. Tán ngang là 83. Cúc quýt em mã số 18C, giao lưu với cô chú anh chị mình là 750.000 em bao ship. Dạ 750.000 nha cô chú anh chị. Dạ. 19C. Ủa phải không chị? Đúng rồi, 19C. Dạ 19C. Là một cây cúc thọ hương. Này gốc nhớt liền cốt nha cô chú nha. Hoành thì không có lớn nhưng mà cái tàn dữ lắm, tàn luôn. Cái này em nuôi cũng 3 mùa ha. Em nuôi ghép gốc nhớt mà em nuôi tới 3 lớn vậy là cũng mấy mùa ha cô chú ha. Hoành là 10. Chiều cao là 78. Tán ngang là 75. Thọ hương ha, gốc nhớt mã số 19C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Dạ 600.000 nha cô chú anh chị. Cái này nó già mùa lắm rồi
20C. 20C. Cây này tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Là một cây cúc thỏ hương. Rồi cây này nốt nụ là bao la luôn ha. Cây này Tết có bông chưa ok luôn. Dạ, cây này mình cũng ghép cũng được 3 bo ha cô chú anh chị, bo lớn luôn nha. Hoành 12, chiều cao là 91, tán ngang là 72, thọ hương 20C em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 em bao ship. Dạ 750 nha cô chú anh chị. Những cái bự bự anh này 21C là cúc không nhị Hoàng Quyết Long nha cô chú. Dạ cái này nó hơi siêu nhẹ ha vậy cô chú anh chị mình. Trời ơi cái này già mùa dữ lắm luôn, già đó. Cái bò ghép ở trên này kéo nhựa nó muốn liền luôn đó cô chú anh chị. Hoàng Quyết Long mà nở bông một cái không thấy nhánh đâu ra cô chú. Rồi đế non luôn cô chú anh chị. Ngày này Tết chạy bông là rất là ghiền luôn á. Hoành 13. Chiều cao là 96, tán ngang của cây là 87, không nhỉ ha, mã số là 21C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.4 triệu em bao ship. 1.4 triệu hàng già mùa nha cô chú anh chị. Siêu mộng luôn ha. 2C. Dạ 22C thọ hương tàn thông nha quý cô chú anh chị. Trời ơi, thân lắc luôn ha. Hoa, có hoa gió rực rỡ luôn. Rồi nở bông vàng sáng cây luôn á cô chú anh chị. Tàn thì tùm. Nở bông là chùm chùm luôn ha. Cũng còn nước nụ để mình chơi Tết nữa nha cô chú anh chị. Xây dựng em vòng rồi chứ. Nở thân thì lắc luôn nha. Hoành là 21, chiều cao là 1m13, tán ngang là 96, thọ hương hiên 22C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 em bao ship. Dạ 1.700.000. Hàng già mùa nữa nha cô chú anh chị, trọt ghép rồi cũng chở bán không mua ha. Hiện tại đang mưa nên là hơi tối tối xíu cô chú anh chị mình không cảm gì nha cô chú. 23C. 23C là một cây mai đại lộc nha cô chú. Dạ tàn thông luôn với cô chú, đang có mặt luôn nha. Đó, cái ông trà bá nữa luôn á cô chú anh chị. Đại lộc này hiện tại cũng đang vô nước nụ lắm trời luôn ha. Đại lộc mà nó vô nụ là như xương cá luôn á. Dạ. Rồi hai bo ghép nó liền luôn đó cô chú anh chị ơi. Cái này già mồ lắm luôn rồi. Hoành là 16, chiều cao là 85, tán ngang là 60. Đại lộc ha, mã số là 23C. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 em bao ship. Dạ 800.000 nha mấy cô chú. Mong đại lộc nhìn ghiền hơn. Mã số 23C. 23C. 23 phải không chị? Ai biết đâu thư ký ghi số mấy? 24. Vậy mà ngồi im gu à. Dạ 24 nha cô chú. 24C là một cây cúc Tây Thi. Cây này cũng già mùa ha, em thấy cái chọc ghép cỡ ngón trỏ ngón cái của mình rồi nha. Cây này giá cũng tầm trung, cũng dễ chơi nha cô chú ha, cũng hợp túi tiền ha. Nó muốn liền cái bao ghép trên đầu. Mấy cây này thì già mùa rồi, mọc bông Tây Thi là cũng 7 phân nữa nha cô chú nha, 6-7 phân không á. Hoành 13, chiều cao là 90, tán ngang của cây là 94,
Tây Thi ha, mã số 24C. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850 em bao ship. Dạ 850 đi cô chú. Cái này lắm luôn rồi đó. Dạ rồi, đỡ luôn ha. 25C. Trời, cái này tàn thông. Tàn thông luôn đó cô chú anh chị. Đang có mặt bông cút quýt luôn nha mấy cô chú. Cái bông nó rung lên luôn ha. Rết nó lực lắm mấy cô chú, mà có hai cọng rễ rồi. Hai miếng cà đá rồi. Quanh 17. Chiều cao là 1m02. Tán ngang là 82. Cúc quýt ha, 25C em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 em bao ship. Dạ, 900 nha mấy cô chú anh chị. Hàng già mùa luôn, trồng ghép lớn luôn ha. Cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Dạ. Cuối clip em Mai chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem hết clip ạ. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ dường em những clip này, những clip sắp tới luôn ạ. Em chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào, kết thúc clip ra luôn nha cô chú.